Chào tất cả quý vị và mọi người, tiếp tục một ngày mới thì tối về trọng tài. Thì trọng tài này thổi biển đã cho về hiện tại đó, tức là 39 ở miền Bắc 67. Thì ai hiện tại đều trả lời ngày thổi biển trọng tài này. Thì sao mày đã cho vợ ở miền Bắc 39 trực rỡ tiền tài. Rồi, chúng tôi sẽ lên hương tiếp theo để mà tài lại không quá tài lại ngày thổ địa thần tài đã cho về tiền tài rực rỡ. Thì anh đang xem chỉ qua Facebook hoặc Zalo, ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Thì đồ đạc tôi đã chuẩn bị để xong rồi đó. Thank you.
À, thì tôi sẽ lên hương để mà cúng tại lễ ngày thổ địa tịnh tài, thì ngày hôm nay buổi trưa thành công rực rỡ may mắn đem đến tiền tài thì cho tất cả mọi người ở đây, và ngài hiển linh ngày 20 25 tháng tháng 10 đây. Đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Thì ngày hôm nay để mà trả lời ngày thổ địa tịnh tài thì đã cho vợ truyền tài rực rỡ đó 39/7. Thì ngày hôm nay ngày 25 tháng 10 thì sự linh thiêng tiền tài điểm đến cho tất cả mọi người ở đây cũng như tiền tài may mắn đó. Nam Trung Bắc Nam mô Phật. Thì ai tiền tài để ủng hộ trả lời ngày thổ địa tịnh tài này ở dưới nhân tin đều có ủng hộ tài lệ, và tôi đang không phải để mà cúng ngày thổ địa thần tài. Rồi thì một buổi trưa tôi đang sắp một cái sầm vào wow, tiền tài điểm đến cho ngày 25 tháng 10 này. Thì trong thị xăm này là con số gì điểm đến tiền tài rực rỡ? Nam mô Phật. Ngày ngày thổ địa liên quan thừa hữu nhiên tam thả bàng quang thọ chánh giáo đạo cao đức trọng, mời ngày thổ địa thần tài xì quốc xuống dân gian ấm lành, có khẩu quay để chữ như nghèo hay hay chữ đầu cơm đau hớ hớn trung chính, ngày buổi lưới sắc tài mà lớn lớn được bình buồn nhập đàn an, thận cũng thỉnh thổ địa liên quan giáng đàn tràng phù hộ đô trì ngày 25 tháng 10 thì sự linh thiêng tiền tài nam trung bắc và tài lộc may mắn tiền tài đi đến. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân ngày thổ địa hiển linh thần tài hiển linh. Nam mô. Thì ta xem đã rồi phía dưới đây, thì ta xem này đã rồi và đang nằm ấp xuống thì sự tiền tài may mắn tiền tài của ngày 25 tháng 10 và trong thì xem này là con số gì điểm đến? Đây là thì xem của ngày 25 tháng 10 thì sự linh thiêng điểm đến tiền tài đó là con số may mắn như thế nào, thần tài thổ địa điểm đến đó. Thế ai thiên tài để mà tài lễ ngày thổ địa thần tài này có một chút nhân đẹp nhân khỏi và ngày
điểm đến may mắn tiền tài mỗi ngày. Ngoài anh đang xem chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Thì trong thị xăm này thì tôi đang cúng người ngài thổ địa thần tài. Rồi một buổi trưa sự may mắn tiền tài trong thì xăm này là con sư gì? Anh đang xem thì nhấp vào chữ nữa đăng ký và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo hoặc nhớ like 1 tỷ. Thì trong thị xăm này của ngày 25 tháng 10 này, sự may mắn tiền tài đem đến trong thị xăm này thì ngài thổ địa thần tài phù hộ đủ trì sự linh thiêng tiền tài may mắn, nam trung bắc đều có tiền tài rực rỡ. Xin chào đoàn thu gì đó. Xin chào Thanh Vân. Đây. Đó. Cái tờ này đang hắc rồi này thì giống như số đây mà trong thị xăm này nó cũng như giống như số đây rồi.
Rồi thì ngày thổ địa hiển và thần tài hiển định đem đến tiền tài, thì trong tỷ xâm này của ngày 25 tháng 10 thì đây là trong tỷ xâm như thế nào đây và đem đến tiền tài, và đem đến tiền tài rực rỡ trong tỷ xâm này là con số gì? Đây là con số 10 14 đấy, 1441. Thì trong thi xăm này và đại hiển linh đem đến tiền tài 1441 đó. Thi xăm này đại hiển linh rực rỡ tiền tài của ngày hôm nay 1441. Đây là thi xăm 14 này. Đó, 14 hồi 41. Thì ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10, đây là thi xăm của ngày 25 tháng 10. À, thì ai tiền tài để tài lại ngày thổ địa thần tài này đó, thì trong thế xăm này đã hiển linh của ngày 25 tháng 10 sự may mắn tiền tài đến cho tất cả mọi người đấy. Thì một lát nữa trong cái lọc thuốc này hiển thị như thế nào của thần tài thổ địa đem đến tiền tài của ngày 25 tháng 10, thì trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào ở trong này. Đây là sự tâm linh của thần tài thổ địa đem đến. Và quý vị xem chia sẻ qua Facebook Học Lô, chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi.
Rồi, đây là đại sự tâm linh của đêm đến, thần tài tổ địa đêm đến, thì một lát nữa trong một thuốc này hiện tuyến như thế nào đó, ai mà sẽ tham khảo trên đây và để mà dần thấy rõ nét của ngày 25 tháng 10 này. Rồi, thì trong lô thuốc này đang hiện thị rõ nét của ngày 25 tháng 10 và ở đây sự thông linh của thần tài thổ địa đang đến hiện tại. Thì trong một lọc thuốc này đã rõ nét đó, đã rõ nét này. Đây là số 7 này, số 7 phía trước này. Đây là số 7 phía trước, số 1 trên giữa này. Số 1 trên giữa đó. Và số 7 là sau. Và đã hiển thị ba con số này. 7, 1, 7 đấy. Bảy, một, bảy. 10, 71 hoặc 17. 717 thì trong lô thuốc này đã hiển thị của ngày 25 tháng 10. Đó. Quá rõ. 717, 17 phía sau. Con số 17 phía sau đấy. Rõ nét trong đây, quá là rõ nét trong lô thuốc này. 7 này, 1 này, 7 này, 717 thì ở trong lô thuốc này có 3 con số. Thì ngày 25 tháng 10 thì trong lô thuốc này đã hiển thị đó, đem đến tiền tài 17, rất rõ tiền tài. Nam Trung Bắc gì ạ, ai ở miền nào thì tham khảo người đó, cũng như trong lô thuốc này. Rồi, quá rõ nét luôn. Đã hiện lên tiền tài may mắn 717 17. Ở phía sau là 17.
Rồi, 71, 17 thì trong luật thuốc này đã hiển thị. Thì ba số là 717. Đó. Và hai số là 771, 17. Chữ yếu 2 trên này, đấy, 2 trên này. 71 và 17. 17 phía sau. Ai muốn tham khảo ba số là 717. Và thì ngày hôm nay tôi cũng đã tài lễ ngày thổ địa thần tài này, thì ai tiền tài ủng hộ tài lễ ngày thổ địa thần tài ở dưới nhân kim được có để mà tài lễ. Xin chào tất cả quý vị và mọi người, chúc cho ngày mới này thành công, thực sự may mắn tiền tài.